Việt Anh và Kiều Tiên xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh được phát sóng vào lúc 23 giờ hàng ngày. Bản tin gồm những thông tin nổi bật trong ngày và những vấn đề đã được quan tâm. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 11, Hội Người Cao Tuổi và Công an tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016-2021. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Dương Nhật Thắng. Trong 5 năm qua, Hội Người Cao Tuổi đã phối hợp hỗ trợ cung cấp cho lực lượng công an hơn 1.200 nguồn tin về tình hình an ninh trật tự, giúp lực lượng công an triệt xóa nhiều điểm đánh bạc, bắt xử lý nhiều đối tượng sử dụng ma túy, gây rối trật tự công cộng ở địa phương. Bên cạnh đó, vận động hơn 7.000 cán bộ, hội viên người cao tuổi tham gia hoạt động các ban điều hành mô hình, vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, tổ dân cư tự quản, cựu công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 20 cá nhân là cán bộ, hội viên người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016-2021 và đang đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen cho 2 cá nhân. Sáng ngày 25 tháng 11, Thị ủy Hòa Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Thị ủy Hòa Thành Trần Văn Khải chủ trì hội nghị. Trong 10 năm qua, thị xã Hòa Thành đã tổ chức 263 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 35.700 đối tượng 4 và các đối tượng khác, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Thành tặng giấy khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Sáng ngày 25 tháng 11, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác năm 2022 và ký kết biên bản hợp tác năm 2023 với chi khu quân sự thành phố Bà Vẹt và huyện Chanterie, tỉnh Svirien, Vương quốc Campuchia. Trong năm 2022, hoạt động phối hợp hợp tác giữa hai bên biên giới đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Các vụ việc xảy ra trên biên giới được hai bên phối hợp trao đổi giải quyết kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở mọi bên, giữ vững đường biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Về hợp tác phân giới cắm mốc, tuyến biên giới thị xã Trảng Bàng với thành phố Bà Vẹt và huyện Chanterie đã hoàn tất công tác phân giới cắm mốc có chiều dài 14,229 km với 9 cột mốc và 26 cột mốc phụ, 31 cột dấu. Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất và ký biên bản hợp tác trong năm 2023 với 6 nội dung nhằm xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị cùng phát triển. Sáng ngày 25 tháng 11, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi trao đổi và bàn phương án hợp tác. Tham dự có ông Vũ Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Quang Trung, quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung trao đổi bàn phương án hợp tác tập trung vào các vấn đề về công tác phối hợp sử dụng các sản phẩm có sẵn, tổ chức tọa đàm giới thiệu tác giả, tác phẩm, ghi hình phát sóng các bài thi hết môn cuối khóa, các hoạt động của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, quảng bá và phát trên các hạ tầng phát sóng của TTV11, hỗ trợ cho bên Đại học Sân khấu Điện ảnh, trung tâm truyền hình, phim trường ảo để tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tọa đàm, hội thảo khoa học, công tác truyền thông, nhận các sinh viên kiến tập, thực tập. Tại buổi gặp mặt, hai bên đơn vị đã có những bàn bạc, trao đổi hết sức cởi mở, chân thành và mong muốn đi đến việc ký kết trong thời gian tới nhằm hợp tác một cách toàn diện, phát huy hiệu quả với những thế mạnh vốn có. Trong khuôn khổ buổi trao đổi, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã được giới thiệu và trải nghiệm phim trường của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh tổ chức hội thảo tổng kết mô hình nuôi tôm càng xanh trong ao nước ngọt. Tôm càng xanh là đối tượng được nông dân địa bàn ven kênh Tây thả nuôi từ lâu, nhưng nuôi theo cách truyền thống phụ thuộc nhiều vào nguồn nước, ảnh hưởng đến năng suất. Áp dụng phương pháp nuôi thâm canh tôm càng xanh toàn đực, sản lượng sẽ cao hơn. Từ đầu tháng 7 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh thực hiện dự án nuôi tôm càng xanh trong ao tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh. Theo đó, một hộ nuôi trình diễn được hỗ trợ không hoàn lại 50% con giống, 30% thức ăn, được tập huấn kỹ thuật nuôi tôm. Đến nay, ao tôm 80.000 con sắp đến ngày thu hoạch. Nhờ quản lý tốt lượng thức ăn, giúp hạn chế ô nhiễm ao nuôi, tôm sinh trưởng rất tốt, tỷ lệ sống cao.
30 ngày sau đến lứa thu hoạch, ước 25 con đạt 1 kg, sản lượng 1,7 tấn trong diện tích 0,4 hectare ao nuôi. Sau khi trừ chi phí, người nuôi lãi hơn 195 triệu đồng. Mô hình này đang được nhiều hộ nông dân quan tâm học tập kinh nghiệm. Như chúng tôi đã thông tin, vào lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng 11 năm 2022, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thị xã Hòa Thành nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại nhà số 06, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành. Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Hòa Thành trực tiếp chỉ huy lực lượng phòng cháy chữa cháy, sử dụng 2 xe chữa cháy của đơn vị cùng 2 xe chữa cháy của lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng chữa cháy cơ sở tiến hành phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 10 giờ, đám cháy được khống chế. Vụ cháy trên không gây thiệt hại về người, chỉ gây thiệt hại về tài sản. Theo người nhà cung cấp, ước khoảng 100 triệu đồng. Kết quả xác minh ban đầu, đám cháy xuất phát đầu tiên từ phía trong thang máy của căn nhà. Nguyên nhân ban đầu xác định khả năng do chập điện gây cháy. Hiện Công an thị xã Hòa Thành đang tiến hành xác minh làm rõ. Sáng ngày 25 tháng 11 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Nhân Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức ngài Richard Donald Malles, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia. Về kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2010 và tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trên các lĩnh vực tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo quân y, trao đổi kỹ năng chống khủng bố, an ninh biển, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương, khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ADMM+. Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Australia trong khuôn khổ ADMM+. Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Australia cũng chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Trong đó có vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lòng tin, duy trì môi trường hòa bình và ổn định, hợp tác cùng phát triển, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế. Ngày 24 tháng 11, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do bà Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tình hình triển khai kết quả thực hiện một số chính sách giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Buổi làm việc nhằm đánh giá một cách khách quan tình hình triển khai tổ chức thực hiện chính sách giáo dục đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số, làm rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức cá nhân, người đứng đầu cơ quan đơn vị, các cơ sở giáo dục trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách giáo dục đào tạo, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bạc Liêu đạt được trong triển khai thực hiện các chính sách giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đại diện đoàn mong muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo ban ngành chức năng thực hiện tốt hơn nữa các chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số. Trong đó cần quan tâm mở rộng quy mô trường lớp, đào tạo đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định, cũng như từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo kịp mặt bằng chung giáo dục toàn tỉnh. Ngày 24 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo những nỗ lực của phương Tây nhằm áp giá trần đối với dầu mỏ Nga có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Theo Tổng thống Putin, những nỗ lực áp giá trần đối với dầu mỏ Nga trái với các nguyên tắc của quan hệ thị trường và rất có nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu EU về việc áp mức giá trần mua dầu mỏ Nga lâm vào bế tắc. Trong cuộc họp của Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên EU diễn ra trước đó cùng ngày, liên minh này đã không nhất trí được về việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga, dự kiến trong khoảng từ 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng. Một số nước trong đó có Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic cho rằng mức trần này quá cao, trong khi các quốc gia nhận được một phần thu nhập đáng kể từ hoạt động vận chuyển dầu trên biển như Hy Lạp, Cyprus và Malta cho rằng ngưỡng này quá thấp và có nguy cơ làm suy yếu thương mại dầu mỏ thế giới. Truyền thông Anh ngày 24 tháng 11 cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng và địa chính trị sẽ tiếp tục kéo dài tại châu Âu, dẫn tới nguy cơ làm suy yếu và đe dọa vị thế toàn cầu của châu lục. Theo tạp chí The Economic, châu Âu đã thể hiện sự đoàn kết quyết tâm trong việc giúp đỡ Ukraine và sẵn sàng trả giá đắt cho nỗ lực này.
Tuy nhiên, việc siết chặt kinh tế nghiêm trọng sẽ đặt ra phép thử cho sức chống chịu của châu Âu vào năm 2023 và cả những năm sau nữa. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc xây dựng lại hệ thống năng lượng toàn cầu, chủ nghĩa dân túy kinh tế của Mỹ và những rạn nứt địa chính trị đe dọa khả năng cạnh tranh về lâu dài của Liên minh châu Âu và các nước không phải là thành viên, trong đó có Anh. Không chỉ sự thịnh vượng của châu lục bị đe dọa mà sức mạnh của Liên minh xuyên Đại Tây Dương cũng bị ảnh hưởng. The Economist cho rằng, mặc dù vài tuần qua có nhiều tín hiệu tốt như giá năng lượng đã giảm so với mùa hè và thời tiết thuận lợi giúp các kho dự trữ khí đốt được nạp gần đây, song cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn đang tiềm ẩn những nguy cơ. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tinhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cài đặt ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.